Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Không biết là trong số các bạn đang theo dõi video này thì có bao nhiêu bạn biết làm cái trò này ạ? Đó, nếu mà có nhiều bạn không biết làm thì có thể là hôm sau mình sẽ có một video hướng dẫn các bạn làm cái trò này hay phết, đúng không nào? Đấy, còn nếu mà bạn nào mà biết làm cái trò này thì bạn có thể để lại comment để cho những bạn khác cùng biết nhé. Đấy, ở đây thì mình đang cho các bạn xem đấy là cái cách mà chúng ta có thể nhìn xuyên qua được vật thể. Đấy, các bạn thấy không? Nhưng ngày hôm nay mình sẽ không nói về tính năng là nhìn xuyên qua vật thể, mà chúng ta sẽ nói về tính năng sạc không dây. Đấy, nghĩa là sạc không cần có dây luôn. Rồi, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn một cái sạc không dây đến từ Baseus. Nhưng cái sạc không dây này nó có rất nhiều những điểm đặc biệt. Đấy là nó có quạt tản nhiệt ở đây, ngoài cái việc là nó có hỗ trợ sạc không dây. Đấy, bình thường khi chúng ta sạc không dây thì cái điều chúng ta lo lắng đấy là nó nhanh bị nóng lên. Đúng thật là như vậy. Những bạn nào mà có ô tô ấy, mà các bạn có sạc không dây đi sẵn ở trong ô tô ấy, mà chúng ta để cái điện thoại vào ấy, lúc sau chúng ta nhấc lên ấy, mặt lưng phía sau nóng ran luôn. Đấy, hay là kể cả sạc không dây bình thường thế thôi. Để chúng ta để vào cái pin này nữa này, cái pin này của mình cũng có sạc không dây này. Sạc lên để một lúc thôi là nó cũng sẽ nóng ran ngay. Đấy, nhưng mà đối với cái sạc này chúng ta để lên đây. Đấy, nó sẽ có sạc không dây nhưng nó sẽ hoàn toàn không nóng lên một chút nào cả. Đây, để mình sẽ kích lên để cho nó lên sạc không dây để cho các bạn nhìn luôn. Và khi mà mình sạc không dây như này thì các bạn có thể nhìn thấy luôn ở đây là nó ghi là đang sạc nhanh không dây. Đấy, lát nữa thôi bạn quay chán video sẽ cho các bạn xem luôn. Đang sạc nhanh không dây. Đấy, tại sao nó lại ghi là đang sạc nhanh không dây, mặc dù là cái sạc không dây này nó chỉ có hỗ trợ tối đa là 10W mà thôi. Bởi vì là 10W đối với cả sạc không dây như thế nó đã là nhanh rồi. Đấy, chứ còn ví dụ như là với sạc có dây thì phải 15W thì chúng ta mới gọi là sạc nhanh. Còn sạc không dây này thì cứ tầm 10W là trên điện thoại, ví dụ như trên cái Galaxy Note 9 này của mình này, nó đã ghi sạc nhanh rồi. Và khi chúng ta đặt cái Note 9 vào đây một lúc, chúng ta đặt Note 9 vào đây một lúc thì cái quạt tản nhiệt này nó sẽ quay. Đấy, để cho nó làm mát cái mặt lưng của cái điện thoại Samsung Galaxy Note 9 này lên. Đấy, còn chúng ta cũng thể nhìn thấy vỏ hộp này, nhìn rất là đẹp, cách đóng gói rất cẩn thận. Chúng ta sẽ được tặng kèm theo một cái sợi cáp chuẩn USB Type-C nhé các bạn nhé. USB Type-C đi kèm. Đấy, mình nghe theo tiếng quạt tản nhiệt chưa? Này, các bạn nghe thấy không ạ? Đấy, tiếng quạt tản nhiệt rất mạnh luôn nhé. Để cho bạn nghe rõ luôn, nó có tách mách cả trứng. Đấy, và khi chúng ta rút ra thì nó sẽ không có bất kỳ một tiếng gì nữa này. Rút ra phát là cái quạt nó không hoạt động luôn. Đấy. Rồi, cái sạc nhanh không dây này thì để mình tham khảo giá xem nào. Đây, như mình có tham khảo giá thì giá gốc, giá niêm yết ý, thì sẽ là 550.000. Tuy nhiên khi các bạn mua hàng qua cái đường link mà mình đã kích ở phía dưới phần mô tả của video này, đường link đó thì sẽ dẫn các bạn đến website, đến fanpage của Halomo. Đấy, thì giá sẽ chỉ còn là 399.000 thôi. Đây, các bạn kích trực tiếp vào đây. Đấy, nó sẽ dẫn đến Halomo như này. Xong các bạn ấn bắt đầu cho mình. Sau khi các bạn ấn bắt đầu ấy thì fanpage của Halomo sẽ tự động nhắn tin lại để chốt đơn cho các bạn. Đây là một sản phẩm hàng chính hãng ấy, được bảo hành theo chính sách của hãng. Đấy, và Halomo đang phân phối cái này. Đấy, và chúng ta sẽ ấn nút đặt hàng ngay vào đây. Đấy, mình thấy cái banner này của họ này, họ để cái sạc nhanh như này. Đấy, họ Photoshop mới được đấy, nhưng mình tự làm được. Đấy, chúng ta sẽ chọn số lượng ở đây, chọn một cái chẳng hạn. Đấy, và cuối cùng là các bạn nhập tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại cái này vào đây, như thế là xong. Đấy, lúc sau thì nhân viên của Halomo sẽ gọi điện lại để chốt đơn cho các bạn. Giá là 399.000 đồng nha các bạn nhé. Và các bạn cảm thấy sao về cái sản phẩm này? Đang được giảm giá khá là nhiều, khoảng 150. 150 trên mức giá này là cũng là tương đối lớn rồi. Còn cái việc mua hay không ấy là phải phụ thuộc vào túi tiền của các bạn và phụ thuộc vào nhu cầu của các bạn. Đấy, hôm nay thì mình sẽ chỉ giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm độc lạ như thế này thôi. Đấy, có sạc không dây và nó sẽ giúp cho cái mặt lưng của chúng ta đỡ bị nóng lên bằng cách là nó có quạt tản nhiệt. Đấy, còn mức độ hoàn thiện mình đánh giá là tương đối tốt ấy. Đấy, phía sau này nó cũng sẽ có thêm những cái cao su nữa để cho nó có thể bám được bàn tốt hơn này. Cảm thấy không? Bám bàn rất là tốt này. Đấy, và nó có phần thông gió ở cả phía trước lẫn phía sau luôn. Cổng sạc như là ở đầu video mình đã nói đấy, cổng sạc chuẩn USB Type-C luôn nha các bạn nhé. Cái này thuộc thương hiệu Baseus, là một trong những thương hiệu phụ kiện cũng khá là uy tín. Hôm sau thì mình sẽ có một video nữa giới thiệu thêm về những cái dòng của Baseus nữa. Những cái dòng da của cái sạc này nó sẽ gồm là 5W, 7,5W và 10W. Như vậy là cái Galaxy Note 9 này hỗ trợ tối đa là 10W thì nó sẽ sạc được là 10W luôn. Đó. Còn lại thì đầu vào thì nó sẽ có là 5V 2A hoặc là 9V 1,67A. Đấy, đây là đầu vào của nó. Rồi, ok, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.